bạn nha, hiện đã đang trả cái quả cam màu thâm. Thì đây là hình ảnh các bạn thấy được của bạn này trước khi tới la nha. Thì các bạn thấy da bạn này là mụn ẩn các bạn, dầu nhờn và thâm. Các bạn thấy cái vùng thâm này, đây là cái vùng thâm, các bạn nhìn toàn vùng trán này, đây, trán, vùng mũi và vùng cằm. Các bạn chú ý nhìn chỗ vùng cằm này đó, và đây, đây là toàn bộ hai bề thâm. Còn đây là sau khi bạn này điều trị mụn thâm tại la nha, các bạn thấy thâm thì hoàn toàn mờ hẳn đi rồi này, kể cả vùng trán. Đây, các bạn nhìn này, đây là da của bạn này trước khi tới la, các bạn thấy bề da mụn không? Đó, mụn hai bên mặt má này, đó mụn này, đây, đây là toàn tổng thể toàn bộ bề mặt và da bạn này hoàn toàn sáng này nữa nha. Là khi mà các bạn làm mụn thâm trong thời gian là da hoàn toàn trắng sáng như thế này, được chưa? Đó, đó mụn mụn bạn này là mụn ẩn các bạn, mụn ẩn viêm và thâm toàn bề mặt. Thì những bạn đang bị tình trạng như thế nào, các bạn có thể inbox trực tiếp cho la nha, để la có thể tư vấn cho các bạn. Thì các bạn nhìn cái da của bạn này, này. Các bạn thấy thâm đi thì toàn bề mặt, nhưng mà đây là da hoàn toàn đều và sáng, trắng trắng sáng các bạn. Bên la thì hoàn toàn không xâm lấn da, nên là da các bạn vẫn giữ được cái nền da khỏe như thế này nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.